Không biết ai đã tiết lộ tin tức bọn hắn âm thầm thu mộ đội mạnh nhất trong những người dự thi khác biết, cho nên ở trận chiến sau cùng của bọn họ bị tấn công này, đến mức không thể nào không tự bạo để mang đi phần lớn chướng ngại. Số người đi ra địa ngục hòa viêm không tới 1/3, mà đại đa số đều bị trọng thương, hắn cũng thử trong những người đó mới biết được tình huống cụ thể, nhưng vấn đề là kế hoạch phá sản. Tiểu đội xử lý khác, do Tu là dẫn đầu không nhìn thấy người. Phải biết rằng sau khi mà nhìn thấy pháp trận đại sư, hắn hay là linh tê thương hội đều phi thường coi trọng, bọn họ đều đánh giá rất cao vị đại sư này. Nếu Tu là chết rồi, liên hệ giữa bọn họ và pháp trận đại sư sẽ bị gãy mất. Một kế hoạch vốn hoàn mỹ lại xảy ra sơ suất như vậy, là người phụ trách hắn không thể nào đổ lỗi cho người khác. Úi, đây không phải là Hứa huynh sao? Làm sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Ngươi không phải đặt cược cho bọt khí chiến đội sao? Ha 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 ha. Một âm thanh khàn khàn khó vang lên bên người của Hứa Tự Nhiên. Hắn không cần quay đầu để cũng biết người đó là ai. Chính là quản lý Thiên Thông Thương Hội chi nhánh Tổ Đình. Ở chỗ dựa là điểm thạch thành tinh nhiếp hồn thiên tinh hoàng. Thiên Thông Thương Hội này cùng với Linh Thê Thương Hội kỳ thật không có xung đột quá lớn, bởi vì Thiên Thông Thương Hội kinh doanh chủ yếu ở Nhật Thần Đế Quốc, thế giới của tình quái tộc, nơi đây nhất định phát sinh ra xung đột chỉ có ở Tổ Đình mà thôi. Hứa Tự Nhiên không có địa vị bằng vị quản lý này. Luận về địa vị, người ta là tổng phụ trách toàn bộ của Thiên Thông Thương Hội ở Tổ Đình, mà Hứa Tự Nhiên chỉ là một cửa hàng trưởng. Trong Linh Thê Thương Hội chỉ có cấp phó, nhưng Linh Thê Thương Hội bên này vì hắn xuất hiện nhiều lần nên hai người quen biết nhau. Tên quản lý của Thiên Thông Thương Hội Tổ Đình này sáng người mập mạp, trong giới có tên hiệu là Phỉ Biên. Tên mặt luôn luôn mang theo nụ cười ấm áp, nhưng nổi tiếng là Tiểu Diện Hồ, con hổ hay cười. Tên này là dòng chính nhất mạch của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, không chỉ là có quyền lực, lực lượng cũng rất mạnh, đã đạt đến cửu gia đình phong, mà huyết mạch Nhiếp Hồn trụ ở trên người của hắn chính là huyết mạch cấp 1. Thiên Thông quản lý có ý gì? Hứa Tự Nhiên nhạt nhạt nói, với địa vị của đối phương, hắn không thể nào trực tiếp gọi tên là Phỉ Biên, như vậy quá không phép tắc. Phỉ Biên cười khẳng khặc rồi nói, không có ý gì, chỉ là nhìn thấy sắc mặt này của người thật có chút vui vẻ, nghe nói bọt khí chiến đội bùm một cái nổ tung, hơn nữa bọt khí lớn nhất có uy lực rất lớn, nổ chết không ít người, ta chỉ hiếu kỳ lần này Hứa huynh đặt cược bao nhiêu, là tiền của mình hay là của Linh Thê Thương Hội? Hứa Tự Nhiên thản nhiên nói, chuyện này không phiền Thiên Thông quản lý quan tâm, ngài vẫn nên bớt mập một chút đi, hiện tại nhìn ngài chẳng giống cây gì cả. Phi Biên bị đối phương chế giễu cũng không giận, chỉ là ngửa mặt cười to nói. Đúng vậy, vẫn nên khống chế thể trọng một chút, lần này chúng ta kiếm được một chút tiền không nhỏ, nếu như miện hạ cao hứng, nói không chừng là sẽ ban thưởng cho ta, cho ta thăng lên thiên thần cấp cũng không cần ở lại thương hội làm việc gì, chỉ là đáng tiếc, về sau không có cách nào cùng với Hứa huynh giao hảo. Hứa Tự Nhiên mặc dù biết do đối phương đang kích thích mình nhưng bây giờ tâm tình của hắn rất là không tốt, bọn họ đương nhiên đánh cược không nhỏ, nhưng quan trọng hơn là người đại diện cho của pháp trận đại sư. Phỉ Biên, ngay khi Hứa Tự Nhiên không nhịn được mà muốn bộc phát thì đột nhiên, trận án cách đó không xa sáng lên, từng bóng người lần lượt xuất hiện. Phỉ Biên cùng với Hứa Tự Nhiên sửng sốt, bọn họ đều cho rằng không còn người dự thi sống sót. Sau trận đại chiến kia, người may mắn còn sống đều nhanh chóng đi xa ngay lần đầu tiên. Một nơi nguy hiểm như vậy có thể may mắn đi xa thì ai nguyện ý ở lại chứ? Lại không nghĩ rằng sau 10 phút lại có người đi ra. Lúc Hứa Tự Nhiên nhìn thấy 5 người kia thì sửng sốt một chút, sau đó thì vô cùng vui mừng, thân hình nhân loại có khác biệt không nhỏ với yêu quái, tinh quái. Lúc đầu nhóm Đường Tam cũng chuẩn bị một ít phương thức đặc thù để biến đổi thân hình, nhưng người cần giả mạo không biết ở đâu, để bọn họ dứt khoát xuất hiện với thân hình nguyên bản. Hứa Tự Nhiên không tiếp tục để ý Phỉ Biên, chạy vào tới trước mặt của 5 người Đường Tam, ánh mắt sáng rực nhìn hắn nói, Tu La huynh. Ừ, may mắn đi ra chỉ là chúng ta. Đường Tam đang muốn giải thích thì lại bị Hứa Tự Nhiên xen ngang. Đi ra là tốt rồi, đi ra là tốt rồi. Không có chuyện gì, chúng ta còn có những biện pháp khác. Chỉ cần các người còn sống là được. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tâm tình của Hứa Tự Nhiên trở lên trên tốt hơn, kích động đến nỗi nói có một chút không được mạch lạc. Cảm giác mất rồi lại làm được, hắn là vui mừng quá đỗi. So với chút tiền đặt cược này, người phát ngôn của pháp trận đại sư mới quan trọng nhất. Nói xong thì hắn chủ động kéo tay của Đường Tam đi về phía xe ngựa. Phi Biên nhìn một màn này không khỏi có một chút kinh ngạc. Bọt khí chiến đội toàn quân bị diệt hắn đã xác nhận qua, nhưng mà trước mắt có thể thấy đội ngũ nhỏ nhỏ kia mang khăn trùm đầu này mới là người Hứa Tự Nhiên coi trọng. Chuyện quỷ quái gì vậy? Phi Biên nhanh chóng nghênh đón cười híp mắt nói, Hứa huynh mấy vị này nà.
Hứa Tự Nhiên lúc này lạnh lùng nhìn hắn, không trả lời vấn đề chỉ nói, phi biên gặp lại ở hội đấu giá. Nói xong liền mang năm người Đường Tam lên xe ngựa. Phi biên không có ngăn cản, quy tắc không được động thủ trong tổ đình không ai dám vi phạm. Đưa mắt nhìn chiếc xe chờ tiểu đội Đường Tam sờ đi, nụ cười trên mặt của phi biên cũng biến mất theo, không có phẫn nộ, chỉ lộ ra vài phần suy tư. Người đâu, trả cho ta thông tin chi tiết về chiến đội kia. Vâng, xe ngựa bình ổn chạy trên đường, Hứa Tự Nhiên nhẹ nhàng thở ra rồi nói, ta nghe nói bọt khí chiến đội bại vong, ta còn tưởng rằng các ngươi, thật là làm cho ta sợ muốn chết, sớm biết vậy thả rằng tiêu nhiều tiền một chút cũng không nên để các ngươi tham gia lần đoàn chiến này. Đường Tam cười khổ rồi nói, chúng ta vận khí tốt, trốn ở trong góc không bị những người khác phát hiện, vụ nổ lớn kia quả thực quá nguy hiểm. Hứa Tự Nhiên cắn răng nghiến lợi rồi nói, bọt khí chiến đội bị nhắm vào, cuối cùng thì bọn hắn tự bạo nên kéo theo không ít đối thủ chôn cùng. May mắn các người không có việc gì, cái đám ngủ ngốc này không biết trốn đi khi hay sao. Đường Tam nói, cũng không thể trách bọn hắn, bên trong địa ngục hoàng viêm không dễ trốn, chỗ kia quả thực là quá nguy hiểm. Nghe hắn nói như vậy, biểu tình dưới khăn trùm của bốn người Vũ Băng Kỳ đều thật là đặc sắc. Nguy hiểm, chúng ta cái gì cũng không làm, chỉ khi nào đi dạo một vòng hoa viêm đã kết thúc rồi. Hứa huynh, vậy thì ngươi xem vấn đề của chúng ta phải giải quyết như thế nào, tổ đình bên kia. Đường Tam làm ra bộ dáng lo lắng hỏi thăm, Hứa Tự Nhiên lúc này đảm bảo nói, các ngươi không cần lo lắng, chuyện này thương hội sẽ giải quyết giúp các ngươi, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ từ giờ trở đi, chiến đội Sử Lê Các đã không còn tồn tại, các ngươi cũng không thể nào tham gia bất cứ trận đấu thú nào nữa. Nghe xong câu trả lời của hắn, Đường Tam liền hiểu thân phận, pháp trận đại sư đã phát huy tác dụng. Hứa cửa hàng trưởng yên tâm, chúng ta nhất định là sẽ thập phần thận trọng từ trong lời nói đến việc làm, sau đó sẽ quay về thành Gia Lý, Đường Tam nói. Hứa Tự Nhiên vội vàng chặn lại, không vội trở thể về thành Gia Lý, gần đây đại sư. Đường Tam nói, gần đây bởi vì đoàn chiến nên ta không liên hệ với đại sư, sau khi trở về ta sẽ liên lạc lại với ngài, xem đại sư có làm thêm trận bản mới hay không. Hứa Tự Nhiên gật đầu nói, vậy là tốt rồi, không lâu sau sẽ diễn ra đại hội đấu giá quan trọng nhất năm, đấu giá kiểu này một năm không có mấy lần, nếu như chúng ta có thể đấu giá đồ vật của đại sư, nó nhất định là sẽ phát quang rực rỡ. Ngươi triển cáo đến đại sư, nói hắn yên tâm, chỉ cần hắn có trận bán cho chúng ta mang lên hội đấu giá lần này, càng chân quý càng tốt, chúng ta có thể xào trước một phần tiền đặt cọc, sau khi đấu giá kết thúc sẽ bổ sung phần còn lại, có bao nhiêu trận bàn chúng ta sẽ lấy hết. Đường Tam nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, ta sẽ mau chóng liên hệ với đại sư. Đúng rồi Hứa huynh, tên mập vừa rồi là ai? Phi biên lưu lại cho Đường Tam ấn tượng rất sâu, hắn nhìn qua sống như nhân loại, nhưng trên mặt là có đường vân màu xanh tím, đặc biệt là đuôi mắt, hai con mắt của hắn cũng là màu xanh tím vô cùng kỳ dị. Đó là phi biên của Nhiếp Hồn Thụ Tộc, là quản lý của Thiên Thông Thương Hội Tổ Đình. Thiên Thông Thương Hội là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta ở Tổ Đình bên này. Bọn họ vẫn luôn luôn muốn tiến vào thị trường Thiên Vũ Đế Quốc, nhưng bị chúng ta ngăn cản. Tương tự chúng ta cũng rất khó tiến vào thị trường Nhật Thần Đế Quốc, cạnh tranh rất khốc liệt. Để có được nhiều khách hàng hơn, trên các hội đấu giá trước đấy mọi người đều thể hiện ra khả năng của mình. Đây cũng là lý do ta trong hy vọng đại sư có thể toàn lực ủng hộ chúng ta trên hội đấu giá lần này. Đường Tam giật mình nói, thì ra là vậy, Hứa huynh yên tâm, ta nhất định là sẽ tranh thủ để đại sư xuất ra trận bàn sao cho các người đấu giá. Hứa Tự Nhiên chặn lại rồi nói, tốt nhất là trận bàn chân quý, nhất là chưa từng xuất hiện trên thị trường. Đường Tam gật đầu nói, ta sẽ phải hỏi đại sư, Hứa huynh muốn loại trận bàn nào, nếu là tổ hợp liên hoàn tụ linh trận hay là không có vấn đề. Hứa Tự Nhiên nói, tụ linh trận trên thị trường đã có không ít, mặc dù giá cả không nhỏ nhưng mà không đủ gây chú ý. Ta thấy truyền thống trận bàn cũng không tệ, dung linh trận bàn cũng rất tốt, nhưng kỳ thật làm cho ta rung động nhất vẫn là huyết mạch trận bàn mà đại sư lấy ra hôm qua. Nếu đại sư có thể xuất ra huyết mạch trận bàn cho chúng ta, thì ta nắm chắc có thể áp chế Thiên Thông Thương Hội. Chúng ta có thể bảo đảm tất cả lợi ích hoàn toàn là thuộc về đại sư, chúng ta không thu bất kỳ phí nào. Huyết mạch trận bàn, Đường Tam có chút khó nói. Hứa huynh, ngày đó người cũng nghe đại sư nói, huyết mạch trận bàn chế tác quá khó khăn, tỷ lệ thất bại rất cao, tốt nhất là cần nhiều tâm huyết và sức lực. Hơn nữa bây giờ còn thiếu tình huyết chân quý nhất, cho nên chuyện này ta không thể đảm bảo. Hứa Tự Nhiên cau mày nói, ta hiểu, nếu thực sự là không được thì truyền tống trận bàn cũng được, dù sao nó cũng chưa từng xuất hiện trên thị trường. Đường Tam nói,
Hứa huynh, người xem thế này được không? Người mau chóng tìm cho ta một ít tinh huyết chân quý, ta sẽ chuyển cho đại sư để hắn thử chế tạo huyết mạch trận bàn. Nếu thành công thì sẽ mang cho các người đi đấu giá, tiền mua tinh huyết sẽ trừ vào tiền đấu giá là được. Với lầu đại sư mà nói, có vật liệu hắn sẽ thử nghiệm nhiều hơn. Ánh mắt của Hứa tự nhiên sáng lên nói, đây cũng là biện pháp, ta cũng đang vì đại sư mà tìm kiếm tinh huyết, nhưng mà người cũng biết thứ này là cấm kỵ với các tộc, không dễ kiếm lắm, giá thành cũng rất cao. Đường Tam liếc mắt nhìn hắn rồi nói, Hứa huynh, chuyện này tùy vào người, nhưng mà ta phải nhắc nhở người.